YouTube đấy. Quay YouTube. YouTube hả? Ừ. Xin chào quý vị trên kênh của anh Bí Mật Vivid. Bí Mật Vivid nha. Xin chào, hôm nay Akira đi dự đám cưới của anh Khánh Đơn. Đám cưới lần thứ mấy không biết. Lần thứ mấy? Lần thứ mấy. Coi như mấy lần trước là kia cũng có đi, hôm nay coi như là cũng đi nữa, mà cũng cầu chúc là coi như anh Khánh Đơn dừng lại ở đây nha, dừng lại cùng chơi. Chúc cho tất cả quý vị cũng luôn nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công nha. Làm được mấy ký rồi nè? Hiện giờ thì Akira cũng giảm được 9 ký rồi. Và đây là cái động lực của Aki. Aki phải để hình nền vậy nè. Đó, mỗi lần mà thèm đồ ăn hay gì đó là mình muốn bút á, mình để lên bút là dính này thôi, mình dẹp xuống. Aki giảm được 9 ký rồi đó. Bây giờ ngon lắm nè, thân hình của Aki bây giờ nè. Nè, đó rồi. Đó, thấy chưa? Rồi. Con muối rồi nè. Con muối rồi đó. Cố gắng. Giờ cố gắng trong một tháng mà em giảm được tháng mấy á, tháng rưỡi á, giảm được 9 ký. Được. Giờ đang cố gắng. Nhìn hôm nay tươi. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn Bí Mật Vivid nha.